quý vị, chiều 11 tháng 7 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã làm rõ và chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, xử lý một trường hợp có hành vi đưa thông tin liên quan đến tập đoàn Vingroup. Theo Trung tướng Sô, sau khi mạng xã hội xuất hiện tin đồn liên quan đến tập đoàn Vingroup, Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ vào cuộc xác minh và làm rõ Tô Vĩ Toàn, 38 tuổi, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp này và tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xác minh để xử lý 9 cá nhân tại 7 tỉnh thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, theo người phát ngôn Bộ Công an, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội vừa nêu là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Theo người phát ngôn Bộ Công an, hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang vào cuộc xác minh làm rõ người đã tung tin đồn thất thiệt này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Bộ Công an đề nghị người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tiếp cận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.